trong video này thì sam sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh bức ảnh mà sam chụp ở workshop lighting của mình hướng dẫn các học viên chụp ảnh à, trong bức ảnh này á, thì cái cách setup đèn thì sam đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra những cái tia nắng tia khói như thế này để bức hình mình ấn tượng hơn à, các bạn đăng ký workshop lighting để có thể biết được những kỹ thuật này và bây giờ mình sẽ đi vào phần chỉnh sửa ảnh á. thì quy trình bốn bước của sam luôn là chủ thể xong đó tới màu sắc và sáng tối và cuối cùng là hiệu ứng thì đầu tiên mình sẽ mở bức ảnh lên à, Sam sẽ bố cục lại bức ảnh này bằng cách là mình tạo một cái laser mới sau đó là mình chọn vào C là rob à, ở đây là Sam sử dụng bố cục tỷ lệ vàng ha thì cái cách mà để mà sử dụng cái này thì Sam đã chia sẻ trong clip trước bạn có thể tìm xem cái cách mà Sam bố cục tỷ lệ này như thế nào thì Sam đặt ngay mắt là một tỷ lệ vàng thì bức hình này mình có một tỷ lệ rất là đẹp rồi. OK, thì mình chỉ cần fix lại cái bố cục này thôi bằng cách là Sam sẽ kéo váy cũng như là kéo ra phía sau cho nó đúng tỷ lệ khung hình của mình. OK, rồi mình đã có một bố cục tỷ lệ vàng. À, kế tiếp là mình sẽ bóp người. À, cái vái phần này nó không đều thì Sam sẽ bóp ra cho nó đều đây Sam kéo cái phần này xuống à, mình chọn liquify thì thông thường Sam sẽ cho phần mông to chút xíu và phần eo nhỏ mình sẽ cho váy lượng nhẹ một chút cho nó ấn tượng. Rồi vậy là mình đã chỉnh xong phần váy rồi. Kế tiếp á, là phần da của chủ thể thì Sam sẽ vào skin, skin tăng sáng thêm da chủ thể. Và mình sẽ chọn Beauty skin để mình làm da cho chủ thể. Mình quét vào mình thấy nó rất là nhiều đúng không? À, thì bạn cứ quét đi không sao hết. Bởi vì mình sẽ giảm lại opacity. Thực ra những tấm hình xa như thế này á, thì mình cũng không cần phải quá chi tiết vào phần da. Mình chỉ quét sơ thôi. À, những cái phần mà như là chỗ này nè Sam sẽ làm cho nó mờ rồi sau đó mình sẽ giảm lại opacity của nó. Kế tiếp á, là mình sẽ cân chỉnh lại cân bằng trắng cho bức ảnh này. À, bức bức ảnh này thì nó sẽ hơi ám vàng, nhưng mà trước khi mình cân bằng trắng thì mình sẽ chỉnh màu. thì Sam đã thiết kế sẵn cái reset cho cái màu của bức hình này. Mình cứ vào đây. Đây, before after thì mình đổi màu chi tiết mình cân bằng lại bức ảnh này sau đó là sam sẽ thêm một bước nữa là cộng ạt vào để bức ảnh nó nổi khói chi tiết hơn này before after mình cũng có thể là cộng thêm contrast cho bức ảnh nó sáng lên một chút xíu đây rồi thì với ba bước này thì mình sẽ thấy á, là bức ảnh bức ảnh của mình nó bật hơn rồi đó. Đây, before, after. Rồi bây giờ Sam sẽ cân lại cân bằng trắng cho bức ảnh này bằng cách là vô color cat, trừ lại qua ba lăng. Đây, mình thấy là bức ảnh cân bằng trắng nè. Rồi. Thì bây giờ Sam sẽ gộp tất cả laser này lại với nhau. Before, after. Thì như vậy cũng khá là đẹp rồi đó. À, mình sẽ xóa rác à, tuy nhiên á là cái váy thứ nhất là sam thấy nó chưa được bật lắm à, sam sẽ đánh cho nó sáng lên và chỗ này nó còn hơi vàng nè thì sam sẽ xử lý màu vàng nó bằng cách là mình sẽ trừ trừ zalo đây các bạn thấy khi mình trừ zalo trừ thêm một cái nữa thì cái hình nó trong hơn cho nên á là với với mà file extract á thì các bạn để ý là mình nên thấy phần nào không hài hòa thì mình sẽ xử lý ví dụ như ở đây thì sam thấy là nó bị ám vàng nhiều thì sam chỉ cần click vào màu vàng thử thì mình thấy cái màu vàng trong cái váy nó cũng đã mất thì hình nó trong trẻo hơn thì hình mình nó không trong trẻo bởi vì nó ám màu rồi mình sẽ tiếp tục vào contrast thì ở đây nếu mà sam muốn cái phần váy phía trước này nè ánh sáng nó yếu hơn á thì nó bị tối thì Sam sẽ quét contrast vào cái váy để cho tổng thể cái váy nó sáng lên rồi cái váy chưa quá trắng á, thì Sam sẽ vào cái phần váy trắng này click vào mình thấy cái váy rất là trắng nè à, nhưng mà nó hơi bị trắng quá mình sẽ giảm lại 45 thôi và Sam sẽ rớt trừ cái phần phía sau này ra bởi vì nó ảnh hưởng tới cái 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 ánh sáng này thì Sam không thích điều đó nhớ đổi mát là màu đen nha đây tiếp tục mình sẽ chọn brush và mình contrast để mình đánh khói cho cái phần cái váy này mình sẽ đánh khói ở những cái phần này đây before after và tiếp tục mình sẽ mệt là tất cả layer này lại với nhau group nó lại với nhau và mình đánh khói bằng đấu anh bên mình đánh khói lên cái phần mà đã đánh khói phần này nó hơi sáng thì mình nếu mình muốn xử lý phần này nó bớt sáng lại thì mình sẽ chọn frost và chọn là trừ highlight mình quét vào phần váy này phía sau này nó nhiều quá thì mình sẽ giảm opacity lại cho nó phù hợp đây before after đó nó rất là tự nhiên rồi thì bây giờ cái váy mình đã có contrast rồi đó ở đây cái váy này chi tiết rất đẹp thì sam muốn cái váy này nó nổi bật hơn thì sam sẽ vào phần brush và chọn cộng sáp nịt đây mình thấy không sáp ha nó rất là nét luôn nó đang chạy cái phần sắp này này rồi thì bây giờ sam quét vào phần nào thì nó sẽ nét lên phần đó mình nhớ đổi mát là trắng nha rồi đây bạn thấy nó nét lên không thì mình có thể giảm độ nét lại bạn cũng có thể quét vô da luôn nếu mà mình thích nó hình nó nét bạn nên cân nhắc cái việc quét vô da đây quét cái vương miệng quét cho những phần mà bạn muốn bất hình này nét bạn cũng có thể tăng giảm opacity thì thường sam sẽ sử dụng cái phần sáp nẹt này vào những cái váy mà có độ chi tiết cao như cái váy này đây bạn thấy là before after nó nét lên rất là nhiều chi tiết lên rất là kinh khủng mình cũng có thể quét vào cái cổng hoa này à, nếu mà bạn muốn cái da của chủ thể nổi bật hơn nữa thì bạn có thể chọn skin white skin và mình quét lên cái phần sáng của cái da này giống như mình đánh khói vậy đó. Before after ha à, như cái phần này thì là tùy theo gu mỗi người thì Sam chị hướng dẫn các bạn mà chỉnh ảnh thì cũng tùy thuộc vào gu của mỗi người nha. Tùy mỗi người các bạn thì thích chỉnh nhiều các bạn thích không thích chỉnh nhiều nhưng mà là một người hướng dẫn thì Sam sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ thuật của Sam còn chỉnh sửa như nào thì tùy vào cái gu của các bạn rồi mình đã có cái phần này là chỉnh màu sắc nè đây bức hình ám vàng mình đã chỉnh nó thành váy rất là trắng tinh trong trẻo và hình nó không bị ám màu nữa và bước kế tiếp là sam sẽ đánh khói cảnh sáng tối khi nãy là mình mới có đánh khói của cái váy thôi mình chưa có sáng tối bức ảnh thì trong bước này là Sam sẽ đánh sáng tối bức ảnh thì Sam sẽ cho những cái cái phùng này nó tối xuống để mình tập trung hơn vào chủ thể À, chỗ này mình kéo hơi hơi bị thiếu nè nãy sao không để ý thì mình có thể kéo ra ra nhiều một chút để cái cái cổng nó bự hơn một chút rồi xong mình đã hoàn thành cái phần sáng tối à, cái nền đất bây giờ nó trở nên tối à, thấy không nó tập trung không vào chủ thể và mình sẽ đánh sáng ở những điểm mà mình muốn sáng luôn luôn là sáng tối đi chung với nhau ha thì sam sẽ đánh sáng ở những cái cây này cho nó nổi bật lên before after như vậy là mình đã hoàn thành chỉnh bức ảnh này rồi đó thì kế tiếp là Sam sẽ chỉ, chỉ thêm các bạn một hiệu ứng nhẹ thôi Cái hiệu ứng này cũng không có quan trọng mà tùy vào mình thích thì mình có thể ứng dụng Đây thì mình sẽ xe bức ảnh này lại before Hình ám vàng, váy không có trắng Thì sau khi mà mình after thì mình đã có bức hình rất là trông trẻo rồi Mình sẽ xe bức hình này lại Sau đó là mình sẽ mở tiếp một laser mới rồi ok thì tiếp tục á là mình sẽ tạo thêm một cái laser khói lên mình sẽ đưa hiệu ứng khói ở đây các bạn thấy là ở đây sam có sử dụng gel màu xanh nè khói màu xanh vì vậy á là nếu mà muốn thì mình có thể thêm khói màu xanh vào chỗ này lưu ý là sam hay thêm khói vào á là cái phần option thôi chứ thật sự là à, sam cũng không có thêm khói nhiều mà chủ yếu là sam sử dụng những cái màu khói thật sự thì đây là chủ yếu Sam hướng dẫn cho các bạn cái tính năng khói này Thì mình đã có khói rồi Smoke rồi Thì bây giờ mình thêm Nó sẽ rất là tự nhiên Ok là bây giờ mình sẽ xóa Mình sẽ xóa thì nó sẽ mất những cái viền này Đó các bạn thấy không Before after Mình thêm vô nó không có bị giả Và mình có thể giảm opacity lại Để nó chồng vào cái khói này Nhìn nó mạnh hơn và bạn cũng có thể thêm khói phía trước hoặc phía sau hoặc phía dưới tùy vào sở thích của bạn. ha nhưng mà bức hình này của mình á là cái khói nó là khói thật. Vì vậy á là mình thêm nó sẽ rất là tự nhiên. à mình cũng hạn chế là chụp thêm khói vào những bức hình mà nó không có cái gì hết.